Dạ em gửi chìa khóa anh. Dạ. À, dạ em đi luôn chị ơi. Em cảm ơn nha. Dạ. Rồi, tạm biệt nhà nghỉ Hoa Giấy ha. Thì đây là cái nhà nghỉ mà mình đã check trên map rồi đó anh em. Thì mình khi mà đến nhà nghỉ này á thì mình thấy là dọc chọc ở đây là đến hai ba cái rồi. Thì nhà nghỉ giá cũng rất là bình dân ha anh em. Còn mình sẽ vào ăn sáng anh em. Mình có món gì vậy? Có món gì vậy? Em đây mới đã có bún bò tạt mỏng. Dạ, tụi em đi phượt, tụi con đi phượt. A few inches later. Mình đã ăn xong rồi ha anh em. Mình vào cái quán kiểu giống như cái quán ăn cho công nhân vậy đó anh em ạ. Rất là rẻ luôn. Một tô 15.000, 20.000. Thì mình lấy ba tô 20.000. Tưởng nữa em ạ, anh em ạ. Tô 20.000 lấy một đống quá trời nhiều bún luôn, nó không hết luôn anh em ạ. Ăn này ăn xong buổi sáng xong rồi chắc buổi trưa không ăn luôn á. Rất là dễ thương, người dân ở đây ở thành phố này tuyệt vời lắm anh em ạ. Nó họ rất là hòa đồng, rất là dễ thương. Tối qua mình đi ở khu quảng trường đó thì rất là vui. Có một cái lễ hội cồng chiêng. Thì không có giữ xe, không có này kia như ở dưới mình đâu anh em ạ. Đậu xe ven đường vậy đó. À, cứ mình cứ hỏi một vòng thì ta cứ nói à anh cứ lụi xe nó khóa cổ đi không sao đâu hết á. Giờ thì mình sẽ chia tay thành phố Hòa Bình và chúng ta thẳng tiến đến thành phố Sơn La anh em nhé. Quãng đường hôm nay mình đi là 231 km, thì thời gian dự tính của Google là 4:59. Bây giờ thì chúng ta let go thôi. Bây giờ bọn mình đang tìm một cái tiệm điện anh em ạ để mình mua dây rút. Dạ loại ngắn thôi, loại ngắn hơn tí đi chút, nhỏ hơn thôi. Mình mua dây rút để mình rút vào cái cổ chai nè. Là một cái cọng dây móc vào để anh máng vào trên xe. Mình chở đi, mình sẽ mua thêm xăng rồi đây cho xe của bạn mình. Rồi xong rồi đó. Mình đã vào cái cung đường mà đến thành phố Sơn La rồi anh em. Thì mình check trên map đó, thì mình thấy là cái đoạn đường nó quằn quèo lắm. Mình nghĩ là cả cái đoạn đường từ thành phố Hòa Bình đến thành phố Sơn La đó, thì chắc là chỉ đi đường đèo thôi anh em ạ. Tại vì trên đây là miền Bắc rồi mà, miền của miền núi rồi. Đó, anh em thấy cái cổng chào này ha. Có cái biểu tượng trống đồng. Ở dưới miền Nam mình đó anh em thì cái biểu tượng trống đồng nó ít lắm. Hình như là hầu như là lúc cả cái tuổi thơ mình học đó, đến lớn đó, thì nó chỉ là có trong sách, trong những bức tranh ảnh thôi. Như cái từ lúc lên địa phận, từ lúc mình bước thẳng đến thành phố Thanh Hóa đó thì mình thấy là cái biểu tượng trống đồng ở miền Bắc này rất là phổ biến. Ở Thanh Hóa thì mình đã có quay ở vào cái cảnh ban đêm cho anh em thấy rồi đó. Họ làm một cái biểu tượng đèn led trống đồng vào ven đường, vào những cái cột đèn ven đường luôn, tức là nó rất là phổ biến ở đây. Dưới mình thấy ít lắm em ạ. Dưới miền Nam mình thấy ít lắm. Đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, trải nghiệm được nhiều cung đường thì mình mới học hỏi được nhiều thứ đó anh em ạ. Mình không quen đường đó anh em. Ui. Nên là những khúc cua á mình không có bạo được. Nó phải nằm trong cái tầm kiểm soát của mình. Không phải là, tại vì khi mình tham gia giao thông á không phải là mình chỉ giữ an toàn cho chính mình đâu anh em. Mà cái quan trọng là mình đừng để ảnh hưởng đến mọi người. Đi nhanh thì nguy hiểm cho mình thì mình chịu, nhưng mà đừng để sự nguy hiểm của mình mà nó gây ảnh hưởng nó đến người khác. Tham gia giao thông một cái văn hóa, một cái nét đẹp. Đây, khúc cua này là mình qua được nè ha. Đấy. Đường nó thoáng luôn. Đấy. Nhẹ nhàng ha. Chứ mà mình cũng không cần gì kiểu mà gấp quá mấy giây để mà mình vượt lên trong cái sự nguy hiểm anh em. Mình chậm lại vài phút thôi. Mới thì mình chậm lại sau xe đó đâu đến một phút đâu. Chậm lại thôi một phút thôi, vài phút gì thôi. Là mình đi được nó vừa an toàn cho mình, vừa an toàn cho mọi người và vừa thể hiện một cái văn hóa, một cái nét đẹp trong khi mà tham gia giao thông. An Lạc Hotel. Ui, cái biển khách sạn mà treo giữa ấy luôn cả núi rồi em thấy không? Ở cái biển khách sạn An Lạc Hotel treo giữa lưng núi luôn. Hay. Ồ, mình sẽ quẹo phải vào hướng Sơn La nha anh em. Bên trái là Nho Quang, bên phải là Sơn La nè. Thì mình sẽ quẹo phải thôi. Ui, đây là
sự hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc hay sao? Mặc dù là chưa chính thức đến Tây Bắc rồi anh em. À, nhưng mà cũng gọi là Tây Bắc rồi nha, nhưng mà chưa đến ra đến rìa thôi. Thì mấy hôm nay đi á, dọc đường thì nhiều người nói là Hà Giang là cái tỉnh rất là đẹp nhất luôn ở Việt Nam luôn. Nên là chắc là chính mình sắp đến mình sẽ xem thử Hà Giang đẹp đến mức nào, có đẹp như lời đồn không anh em ha. Nhưng mà chắc vài hôm nữa mình mới đến được Hà Giang, tại mình sẽ đi vì ở ngoài Tây Bắc trước, sau đấy mình mới lên Hà Giang. Từ trên cái góc này mình nhìn xuống thấy được cái thung lũng luôn anh em ạ. À, thung lũng phía dưới á kìa anh em nhìn nè. À, đã ha. Đến kiểm tra kỹ thuật trước khi xuống dốc 50m, đà điểm điểm kiểm tra kỹ thuật anh em ạ. À, dốc dài đi số thấp đề phòng mất phanh. Ok đi số thấp nhá. Nói dốc vừa vừa như này thì mình xuống 50 thôi, 5 mấy km trên giờ là cũng đủ tầm của mình rồi. Đây cái dốc này hơi cua, nó gắt hơi gắt nè, bọc qua và bọc lại nên là sẽ giảm số thấp không tiếng nha. Gà tí phanh rồi. À, số 5 cũng được, gà tí phanh thôi. Rồi, đấy nhẹ nhàng thôi. Cua này lớn không cần gạt thanh luôn đó, thắng số thôi là được, không cần gạt thanh. À, tại vì anh em nhìn thấy được cái cua, còn cua gắt quá thì mình gạt tí thanh đó, gạt tí thanh gắt hơn nữa thì mình phải về số. Mình đang đi số 4 luôn anh em, bây giờ mình chưa dùng đến thanh luôn. Ui, mưa rồi anh em ơi, cảm giác là gió lạnh rồi. Thời tiết như này là mưa mặt là đúng rồi, còn tự cãi còn không hài lòng nữa. Hài lòng biết đỡ chứ. Tao nói mưa mà. Không có đau. Còn mình là có mưa xong rồi, giờ tiến hành lên đường ha. Đây hả? Ồ, nha. Trời nắng mà có mưa, trời mưa vô xuống. Không phải, tại vì hồi nãy là có quán, giờ có quán rồi thấy nè, không có cái lọc chùm cái ba lô nè. Còn mình đến một cái quán dễ khác, có sữa chua với đá. Sữa chua nhát cảo đấy nè. Ui ngon mày. Đặc sản thôi mà, đang nói đặc sản mà. Trời ơi, cái này từ đây mình ra ngoài mình nhà mình ăn củ thôi, rồi da mình lại trắng trẻo mà đẹp đẽ lại liền chứ. Mặn mồi lại liền á. Ở đây là tháng hè đúng không chú, hiện tại á? Mùa hè nó không nóng bằng hầu, bằng nó khủng khiếp không? Bình thường đó. Cháu thấy là nóng chắc cũng không bằng ngoài này quá. Ở trỏng có hai mùa chú ơi. Trỏng có hai mùa, mùa nắng với mùa mưa. Không biết còn mưa không nữa. Đây chứ chắc còn rồi nè, mặc đi. Mặc lại luôn. Ờ. Mình cứ đi ha. Lát cứ đi và sạc, lát khi nào trời mưa lô to mình sẽ rút chui. Rồi, let's go. Thấy nó chảy chứ không? Kìa, yeah, cái rác à. Đã. Thanh niên mặc bộ đồ mưa là xịn anh em, nhưng mà cái ủng dày thì hơi lõm tí xíu thôi. Ủng này là gì lõm mà cũng không có vô nước nè. Vậy là được phải không? Không biết tầm chứ bộ. 1 2 3 ba cái giỏng luôn. Quán thơm mộng quái nồi. Ờ, cái suối phía dưới này nè. Đây.
cái suối phía dưới này là nó chảy len theo cái đường mình đi luôn. Mình xem trên map là mình thấy là cái đường mình nó cong phải không, là cái suối này nó cũng uốn nó cong theo luôn. Em đây nằm giỏng chiêu vãi nồi ạ. Còn hơn 70 km nữa sẽ đến Sơn La anh em ạ. Cả tuyến đường từ cái đoạn trời mưa mình không có quay được, tại vì trời mưa nó mình không có gắn mic để mà nói chuyện được anh em, chỉ là quay cảnh cho anh em xem thôi. Với mà trời nó cũng tối nè, không có quay nhiều được. Thì nếu mà từ đây đến đó mà không có mưa nữa thì mình sẽ gắn mic cho mình quay cho anh em xem. Tại đi du lịch thấy mày trời ơi sao đó vãi nồi. Ta tao nghĩ chắc tại tao đói bụng quá chứ mày. Kiếm gì tao ăn thêm, ăn bánh bon này cho ha, đỡ đói cho nó khôn ra. Chuyện hôm qua cha nào nói ngon nào. Bánh quê quê của mày kìa. Mày hết chi. Còn khoảng còn hơn 71 km nữa là sẽ đến đó anh em ạ. Phong bon mãi nữa thôi, bọn mình cháu quyết định sẽ chưa mặc áo mưa đâu, khi nào mưa nhiễu hòn hay mặc luôn. Chứ giờ tại vì thời tiết bây giờ nó khá là nóng á. Đó bên trái này em thấy cái ngọn suối không? Đó là suối, nó như mình đã chia sẻ với các bạn khi nãy là nó chảy ven theo cái tiếng mà mình đi luôn nè, đường đèo luôn. Đến gần hơn với những cái vùng núi Tây Bắc như này đó anh em. Đó anh em thấy không? Những ngọn núi Tây Bắc nó khác với những núi dọc núi miền Trung đó anh em ạ. Nó rất là cao, rất là to, kiểu mình phải dùng từ là hùng vĩ mới đúng. Và tiếng đến đây rồi mình tiến gần hơn đến những đồng bào dân tộc đó anh em, thì thấy họ chân chất. Thật sự rất là bình yên. Anh em thấy cái cách búi tóc của người đồng bào dân tộc ha. Đó là người phụ nữ đồng dân tộc nè. Họ búi, họ tóc ở lên trên một cái đỉnh đầu rất là cao, hầu như phụ nữ nào cũng vậy cả. Và một số người phụ nữ thì để cái búi tóc như vậy mà đội nó nguy hiểm luôn. Đội nó nhô lên trên cao vậy đó. À, đội đủ xanh bát ngát luôn. À, đây là cái màu xanh đó mà ở những thành thị mà chúng ta không thể nào kiếm ra được. Khi mà mình ngồi máy tính nhiều đó, mình sẽ chết. Không phải chết. Khi mình ngồi máy tính nhiều á, mình mở mắt đó anh em. Thì thường thường cái văn phòng của mình á, thì mình sẽ đi ra mình ngắm cây, mình ngắm một vài cái cây kiển của mình thôi, một vài cái chậu cây mình mua mình để trong phòng á, nó cũng mát mắt. Còn ở đây thì bước ra đường thôi, chỉ cần nhìn thấy xung quanh khung cảnh là thấy xanh mướt. Mình quay bằng góc ultra wide, góc siêu rộng của em Action 2 thì không biết là anh em có thấy rõ được hay không. Mình sợ góc nó càng rộng á thì có thể anh em sẽ nhìn được nó càng nhiều, cái cảnh nó sẽ càng bao quát hơn, nhưng nó sẽ bị đánh đổi lại là nó sẽ kéo giãn ra rất là nhiều rồi đó anh em. Nó sẽ không còn hùng vĩ, nó sẽ không còn kiểu mà thực giống như là cái tầm mắt của người nữa. Tại vì tầm mắt con người của mình nó đâu có rộng đến mức độ đó đâu, nên là anh em sẽ nhìn hơi ảo tí xíu ha. Thì mình có tìm hiểu thì nó đồng bào hầu hết đa số đồng bào ở tỉnh Sơn La là đồng bào Hờ Mông ha anh em. Thì rất là nhiều những cái dân tộc đồng bào thiểu số ở nước ta rồi. Thì người Kinh của mình cũng là một đồng bào dân tộc thôi, như dân tộc Kinh đấy. Thì dân tộc Kinh là cái dân tộc mà chiếm đa số ở nước Việt Nam, còn những cái dân tộc còn lại gọi là dân tộc thiểu số. Khi mà mình lên gần đây hơn rồi mình sẽ thấy cái sự khác biệt về trang phục nè, về ngoại hình, về văn hóa nó cũng khác. Sơn La, Điện Biên, rồi phải là Yên Bái, mình sẽ đi Sơn La anh em ha. Thời tiết ở ngoài đang là 25 độ, tại sao mình nghe lạnh thế nhỉ? À, không khí lạnh tại vì có cái đám mây mưa phía trước kìa anh em. Đó, đám mây đen đen đó kìa. Anh em thấy xà xà trắng xuống không? Xà xà cái sẫm màu xuống đó, tính là mây mưa đó anh em. Mây mưa nó dễ nhận biết lắm. Anh em sẽ thấy đó là một cái đám mây đen phải không? Mà nó có một cái quầng, cái kiểu quầng, cái quầng cái màu sẫm đó, nó sọc 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 xuống, đó chính là mưa đó anh em ạ. Đã đến địa phận thành phố Sơn La rồi anh em. Trời mưa, lạnh ghê, 23 độ, vãi nồi trời. Trời đang nóng ba mấy độ, vừa mưa cái xuống 23 độ vãi chưởng thật. Thì còn khoảng 10 km nữa mình sẽ đến trung tâm thành phố ha. Ở đây là đang địa phận thành phố rồi anh ơi. Em hỏi phòng đơn mình còn thôi, phòng một giường. Mình có thể được nhà nghỉ rồi anh em. Một phòng hai giường, một phòng một giường, giá nó cũng vậy à. Như hả? Để ta coi cái phòng của nhân nè.
Đúng. Trời. Tối mày tự sướng luôn chứ. Mày ngồi mày tự sướng trời cái đấy đó. Đu. Không mày hiện đại hơn. Phòng mình đây anh em. Phòng 2 giường và 1 giường giá. Cô nói giá cũng như nhau luôn, à, giá là 200. Nên là mình đã lấy luôn hai phòng. Đây. Toilet. Đấy, rồi 2 giường. Đơn giản vậy thôi đó anh em. Rồi vậy ha. Giờ mình tắm rửa nghỉ ngơi rồi thì tí đi ăn. Trốn cái mình. Dữ dằn mà. Tè cái chết luôn. Ê, tính ra cái phòng này là phòng royal luôn đó chứ. Royal rồi vàng hả? Là hoàng gia đó. Nữa cái mình mà vàng, cái nhìn cái gương kìa. Cái gương vàng rồi. Đây.